Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tìm ID của máy tính. Đối với cái vấn đề này thì rất nhiều các bạn biết và rất nhiều bạn là nhầm lẫn giữa cái số ID của máy tính với cái IP, chỉ IP của bạn. Sau đây thì để kiểm tra ID của một máy tính, các bạn làm như sau. Thì các bạn đối với Win 7 này thì bạn nhấn chuột phải vào này và run này, bạn gõ CMD này. OK này. Đấy. Sau đó bạn nhập cho tôi cái dòng như sau. Các bạn gõ này. WMIC này, cat này. CSV product này. Get này. Name này. Phải cách này. Identity file này, number, bạn enter. Đây, các bạn nhìn đây, các bạn nhìn chưa nhỉ? Đây là số ID của máy này, F9N0CV25955555379. Đây là số ID của máy. Đây còn đây là cái tên của máy thôi, cái tên của máy thôi, cái tên tên mà tên cái tên sản xuất của máy thôi. Đấy, cái sức máy. Còn đây cái ID của máy, địa chỉ ID của máy này, F9N0CV25955555379 này. Rất đơn giản, bạn thấy không? Thế ví dụ như là có bạn dùng cái máy ảo chẳng hạn, bạn có dùng một cái máy ảo đấy. Đây, ví dụ đây là một cái máy ảo đây đấy. Bây giờ tôi muốn kiểm tra ID của máy ảo như này nào. Tôi vào rất đơn giản như này, là start này, các bạn vào run này, CMD này, gọi CMD này. Đấy, OK này. Đấy, xong bạn nhập cho tôi đúng cái dòng chữ mà cái vừa nãy tôi nói đó là gì ạ? Bạn nhập chữ là W này, MIC này, cách CS và product này. Đấy. Get này, name này, phải này, ID define number này. Đó. Xong bạn enter vào. Đấy, các bạn nhìn không? Đây, số ID của máy đây, identify number đây, chính là cái số đây, cái dòng này đây, dòng này đấy, đến đây. Đấy, cái dòng này các bạn nhìn thấy chưa nhỉ? Tất cả cái dòng này này, đây chính là số ID của máy. Thế còn cái đây, cái tên sản xuất của máy thôi. Đây, bạn chỉ quan tâm với tôi cái này này. Đấy, đây chính là cái số ID của máy. Đấy. Bây giờ các bạn có thể dễ dàng tìm được cái ID của máy, đúng không? Và xin chào các bạn.